chào các em đã quay lại với kênh Bé Út Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một sản phẩm của shop Bé Út Chibi nè. Đó chính là tô tranh cá. Và chị đã chọn ra một bức tranh, đó chính là một chú cá. Và đố các em biết đây là cá gì. Wow, trông nó có vẻ mắt hơi lồi, đuôi có ba khía. Mình sẽ gọi nó là cá ba đuôi mắt lồi. Tụi em có nghe về cái loại cá này chưa? Mắt thì lồi, đuôi thì có ba đuôi. Đó, và bây giờ mình sẽ bắt đầu tô. Và chị lấy một cái xẻng xúc cát để chị xúc cát tô cho nó dễ nha. Đó, mình có cái muỗng thì càng tốt. Bây giờ mình sẽ khui ra thôi nào. Để xem nha. Trời, ở phía sau này á, nó cũng cho mình là một vị cát. Nhưng mà màu là cái cát này như đây á, thì nó sẽ không có đủ ha. Đó, ở bên đây thì nó có hai con mắt có màu đỏ. Nhưng mà chị không có màu đỏ, chị hết rồi. Cho nên là chị sử dụng cái màu đỏ ở đây thôi. Còn cái màu này không có đủ đâu. Và kèm theo đó là chúng có tặng, có kèm theo cho chúng ta một cây tăm sữa răng. Để mới tặng cây tăm sữa răng chứ trời. Mấy em biết tăm sữa răng này là dụng tác dụng là làm gì không? Là khởi bị nó lên á. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khởi hết cái đường viền đen này lên nè. Đó, khởi nó lên hết rồi chúng ta tô, rồi sau đó chúng ta sẽ chơi sao nha. Nhớ là chỉ những lột, chỉ những đường cái đường viền đen thôi nha, đừng có lột hết lên. Trời ơi, chị lột nó bị xuất ra một miếng này nè. Đó, mình phải cẩn thận, nó bung lên hết là không có được, mình phải giữ nó lại, chỉ lột những cái đường viền đen của nó thôi. Ây da, mày lì lợm lắm nha, cá ba đuôi mất lội. Một chú cá rất là cute luôn. Bây giờ sẽ được chị tô cát lên. Ý cái này cẩn thận nha. Đây là mấy cái sống lưng của nó nè. Ủa sao kỳ vậy? Đó, mình tô xong cái bức tranh này á thì mình có thể là dán trên tường hoặc là bàn tủ học của mình á. Là một bức tranh nó rất là cute luôn. Đây là màu đen nha. Đó, chị sẽ khui cái màu đen, mình chơi cẩn thận để không mà đổ cát ra ngoài tùm lum á. Mình sẽ tán đều nó ra. Xong rồi mình sẽ chút phần dư lại vô trong hũ nha. Khi mà mình xài xong rồi á, mình nhớ đậy nắp hũ lại chứ để không là đổ cát tùm lum. Bây giờ mình sẽ qua hai con mắt nè. Hai con mắt nó màu đỏ nha. Trời, có miếng cát không biết đủ không đây. Đó, thì chị sẽ xé cái màu đỏ của nó ra nè, chị ráp lên ý đủ nha, cũng hên á. Vừa y luôn. Đó, chị tô xong hai con mắt rồi. Bây giờ sẽ tới cái gì đây? Cái người. Nguyên cái người của ảnh là màu vàng luôn. Lột cái này ra cũng rất là thích luôn nha. Hả? Sướng chưa? Trời ơi, chị làm mất một cái quần đen hồi nãy lột nó không lên, bây giờ nó lên nè. Thôi kệ nó đi, không là coi như con cá này nó có hai sống thôi. Hai sống lưng. À, bây giờ mình sẽ đắp cái màu vàng lên. Sướng chưa kìa. Ta-da, xong rồi. Bây giờ mình sẽ chút ngược lại. Mình thấy là con cá nó hơi bị xinh rồi đấy nha. Đó, bây giờ tới vây nè. Vây thì là màu xanh. Màu xanh lá cây luôn. Wow, wow. Ba cái màu đèn xanh đèn đỏ luôn á mấy em. Xanh đỏ vàng. Nó giống như là cái cột đèn giao thông vậy đó. Con cá này nó có cái màu. Xong, coi bộ là tô cái con cá này nó hơi bị lẹ luôn nha. Đó, vậy là xong rồi đó. Quá xịn. Một chú cá có cái màu sắc là cột đèn giao thông. Bây giờ mình sẽ tô cái nền luôn nha. Bây giờ chị sẽ sử dụng màu hồng để tô nền đi. Bây giờ mình sẽ lột cái này ra nè. Bây giờ chị sẽ bắt đầu rắc nó lên. Cái này là hơi khó này nha. Mấy em phải cẩn thận không là nó bị tràn ra ngoài hết. Hi hi. Chị phải để nó ở giữa như thế này chút nó vô. Nhìn vậy chứ cũng hơi bị căng à. Đó, mình cơ cái mép nó sát như cái hũ luôn. Hỏi sao bị đổ. À, trời ơi, xong rồi. Thêm cái màu nền nó đẹp xuất sắc luôn. Đó, xinh chưa? Ha ha. Trời, để ngược. Đó, bây giờ chúng ta cũng có thể là mua một cái khung hình về đóng khung nó và dựng ở trên bàn học của mình để trang trí cũng rất là xinh. Đó, đẹp chưa? Mà chúng ta đã hoàn thành một bức tranh siêu đẹp siêu cute rồi. Và bạn nào muốn đặt mua cái bức tranh cát loại nhỏ này thì hãy liên hệ
hệ ngay với shop Ước Chi Đi qua số điện thoại 0937 899707 để đặt hàng. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở những video sau nhé.